Thế thì ngày hôm nay xin được hỏi uh, lý do vì sao thuộc mặc áo dài nền nã thước tha dịu hiền như thế này em là người duy nhất trong show của anh cho đến hiện giờ mặc áo dài đó thì chỉ thuộc trẻ nhất đó. đâu phải đâu em nhớ Mình là học anh học về không ờ ha cũng <laughs> là một lý do trời thông minh đi đấy. học gì giờ đi dạy chứ đi học gì nữa cái tuổi này đi học gì nữa ủa học học nữa em học mà mới có mười bảy à ok thế anh thì... có khen em mấy lần luôn là hiện thuộc mặc áo dài là rất, sự. rất đẹp. đẹp, Rất sự vòng à. nào ra vòng đó thật sự là Tôi xem rất là nhiều show huyền thuộc mặt. Có show thì thuộc mặc đồ vest rất là rộng nữa theo kiểu tomboy. Có show thì thuộc mặt váy. Nhưng mà tôi thấy là huyền thuộc mặc áo dài là đẹp nhất. Nhìn nó có nét rất nữ sinh.